Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất 24 giờ. Thưa quý vị, vụ hỏa hoạn ngôi nhà 3 tầng ở Thanh Hóa xảy ra vào đêm ngày 29 tháng 1 khiến ba mẹ con tử vong, khiến dư luận chưa hết bàng hoàng xót xa. Thì mới đây tại Hải Phòng đã xảy ra một vụ cháy thương tâm khác. Một ngôi nhà cấp 4 bất ngờ bốc cháy lúc rạng sáng, cướp đi sinh mạng của ba mẹ con. Sáng ngày 1 tháng 2, lãnh đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hải Phòng cho biết, lúc hơn 3 giờ sáng cùng ngày, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhận được tin báo một vụ cháy lớn xảy ra tại xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Ngay sau đó, hai xe chữa cháy của công an huyện Vĩnh Bảo và một xe chữa cháy của công an huyện Tiên Lãng cùng các cán bộ chiến sĩ được điều động đến hiện trường. Tuy nhiên, lúc này đám cháy bao trùm toàn bộ ngôi nhà cấp 4 có diện tích khoảng 50m². Xác định có người bị nạn, lực lượng chữa cháy phá khóa, phá cửa vào bên trong, nhưng ba nạn nhân đã tử vong do ngạt khói. Các nạn nhân được xác định là ba mẹ con gồm chị BTX, sinh năm 1981, thường trú ở Thanh Hóa, con trai NHD, sinh năm 2016, và con gái PNG, sinh năm 2018. Con gái lớn của chị L là NPTT, sinh năm 2008, đã thoát ra ngoài trước đó. Theo cơ quan chức năng, chị L và chồng là anh NHD, sinh năm 1981, quê Thái Bình, đến thuê trọ ở đây từ năm 2019 để nấu cháo bán. Vợ chồng anh Dê có 3 người con, 2 gái 1 trai. Thời điểm xảy ra vụ cháy, anh Dê đang đi làm. Khoảng 3 giờ 30 phút, anh nhận được tin báo từ hàng xóm về việc ngôi nhà đang thuê bị cháy. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. Thưa quý vị, liên quan đến vụ ngôi nhà 3 tầng cháy trong đêm ở xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa khiến 3 người tử vong. Sau khi sự việc xảy ra, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra công điện khẩn yêu cầu khắc phục hậu quả, đồng thời chỉ đạo công an nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ ba mẹ con tử vong sau vụ hỏa hoạn. Theo đó, vào chiều ngày 30 tháng 1, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra công điện khẩn chỉ đạo huyện Vĩnh Lộc khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn làm 3 người tử vong ở thôn 4, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc. Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn, phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức khắc phục hậu quả vụ cháy, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm nếu có, theo quy định của pháp luật. Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và tổ chức kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm về vụ cháy. Đề xuất xử lý nghiêm túc đối với các tập thể cá nhân liên quan nếu phát hiện sai phạm. Giám đốc các sở, ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tăng cường hoạt động quản lý của nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nhất là hoạt động kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bằng nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú để truyền tải được đến từng hộ gia đình, từng người dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động kiểm tra, hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, hộ gia đình, hoàn thành trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trước đó, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 29 tháng 1, anh LNT, chủ nhà, phát hiện cháy ở tầng 1 nên đã dùng bình chữa cháy để dập nhưng không hiệu quả. Lúc này, anh T hoảng loạn, mất bình tĩnh chạy ra ngoài hô hoán hàng xóm mà quên không gọi vợ con thoát ra ngoài. Phát hiện sự việc, các thành viên tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy cùng người dân, lực lượng tại chỗ đã sử dụng các bình chữa cháy tự trang bị cứu người bị nạn. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng phát mạnh, tỏa ra nhiều khói, khí độc, vượt qua khả năng xử lý của lực lượng tại chỗ. Lúc này, anh T nhớ ra còn vợ và hai người con đang còn trong nhà. Tuy nhiên, đám cháy lớn, lực lượng tại chỗ không thể vào trong nhà được. Đến 23 giờ 45 phút, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đến hiện trường, đám cháy đã bao trùm toàn bộ tầng 1 của ngôi nhà. Đám cháy được khống chế sau đó. Tại hiện trường, ngôi nhà cháy có 3 tầng, không có chuồng cọp, có lối thoát nạn khẩn cấp trực tiếp ra ban công phía trước. Quá trình tìm kiếm cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện có 3 nạn nhân đã tử vong tại tầng 2, có lối thoát ra ban công phía trước.
Nạn nhân được xác định là chị TTL sinh năm 1984, vợ anh T. Hai con của chị L là Lê TNS sinh năm 2013 và LTNT sinh năm 2018. Gia đình anh T làm nghề sửa xe máy. Căn nhà 3 tầng nơi xảy ra vụ hỏa hoạn bị hư hỏng nặng, khói đen ám. Sau vụ cháy, người dân và cơ quan chức năng tiến hành dọn dẹp lại hiện trường. Ngôi nhà không có thiết kế chuồng cọp, có lối thoát nạn khẩn cấp trực tiếp ra ban công phía trước. Tại tầng 1 của căn nhà, các bức tường bị bong chóc vữa sau vụ cháy. Phía trong căn nhà, nhiều tài sản vật dụng bị thiêu cháy. Tại khu vực cầu thang lên tầng 2 của căn nhà, toàn bộ lan can cầu thang bị cháy đen hư hỏng. Trần nhà, cửa thông gió bị hư hỏng, bong chóc sau vụ cháy. Sau khi nhận được thông tin vụ việc, chiều ngày 30 tháng 1, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã về thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình đoàn viên gặp nạn. Ngoài ra, các ngành đoàn thể của xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc và tỉnh Thanh Hóa cũng đã về gia đình nạn nhân để thăm hỏi, động viên và trao đổi hỗ trợ cho gia đình nạn nhân. Cũng trong chiều cùng ngày, gia đình đã đưa các nạn nhân đi hỏa táng rồi tiến hành thủ tục chôn cất. Hiện cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc. Chiều muộn ngày 30 tháng 1, từng dòng người đến gia đình anh Lê Ngọc Tê, thôn 4, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, chia buồn sau vụ hỏa hoạn, nhìn bàn thờ với di ảnh vợ và hai con anh Tê, nhiều người không kìm được nước mắt. Vụ cháy trong đêm 29 tháng 1 khiến vợ anh và hai con thiệt mạng. Ngồi bần thần bên góc nhà, nhìn di ảnh của vợ và hai con, anh Tê liên tục đưa tay gạt nước mắt và không ngừng gọi tên. Kể lại sự việc trong tiếng nức nghẹn ngào với đôi mắt đỏ hoe, anh Tê chia sẻ. Khoảng 23 giờ 30 phút, đang ngủ trên tầng 2 của căn nhà thì anh nghe tiếng động dưới tầng 1, nơi vợ và hai con của anh đang ngủ. Anh vội xuống thì thấy có đám cháy xuất hiện tại khu vực sửa chữa xe máy gần hiên nhà. Sau đó anh Tê cởi áo bịt mặt và tìm vợ và hai con đang ngủ nhưng không thấy. Anh cố chạy lên tầng 2 để tìm kiếm. Do khói đen, mùi khí bốc ra nghi ngút, không thể lên trên. Anh đành chạy ra ngoài chi hô hàng xóm. Anh Tê cho biết, tôi cố gắng tìm vợ và con, nhưng khi ấy vợ tôi đã dẫn hai con chạy lên tầng. Sau đó lửa cháy ngày một lớn, tôi cố chạy lên nhưng không được. Khi chạy ra ngoài thì ngọn lửa bao trùm cả căn nhà. Đến lúc mọi người tiếp cận được vào trong thì vợ con tôi đã tử vong, tôi mất tất cả rồi. Cùng lúc mất đi người con gái và hai cháu ngoại, ông Trịnh Đức Minh, 65 tuổi, bố vợ anh Tê đau buồn chia sẻ. Sự việc diễn ra quá nhanh, đêm xảy ra vụ hỏa hoạn, khi ông chuẩn bị đi ngủ thì anh Tê gọi điện thông báo nhà bị cháy. Khi chạy sang, ông nghĩ chỉ cháy nhỏ, nhưng khi nhìn ngọn lửa bao trùm cả căn nhà, ông bất lực, không tìm được lối vào cứu con cháu. Ông Minh cho hay, tôi hô hoán người dân nỗ lực dập lửa nhưng không được. Tôi định trùm chiếc áo để chạy vào trong thì bị mọi người ngăn cản. Sau đó tôi và vài thanh niên leo lên tầng 2, đạp cửa để vào trong. Khi tiếp cận được, đã thấy con gái và hai cháu bị tử vong rồi. Ông Vũ Văn Công, hàng xóm anh Tê cho biết, nghe có cháy, tôi cầm bình cứu hỏa chạy ra thì ngọn lửa bùng lên dữ dội, không thể vào trong. Tôi hô mọi người lấy nước dập lửa, nhưng thời điểm đó lại mất điện nên phải bật máy phát mới có nước để chữa cháy. Nhưng trong nhà toàn vật dụng dễ cháy như dầu mỡ và nhiều xe máy, ngọn lửa càng ngày càng lớn, ai cũng bất lực không vào cứu người được. Là người tiếp cận hiện trường, anh Trần Văn Kiên, hàng xóm anh Tê cho biết, khi đang ngủ thì nghe tiếng nổ lớn như pháo, chạy ra xem thì thấy căn nhà bốc lửa kèm khói đen nghi ngút. Tôi thấy anh Tê chạy đi tìm bình cứu hỏa. Khi ngọn lửa lan nhanh lên tầng 2, tôi và mọi người tìm cách leo lên để cứu người. Do ngọn lửa quá lớn, khi lên được đến tầng 2 thì mẹ con chị L đã tử vong ở hành lang cầu thang. Sự việc diễn ra quá nhanh, đến giờ tôi vẫn còn khá run. Theo anh Kiên, thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà chị L có hơn 10 chiếc xe, do đó ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh ra khắp căn nhà. Sống cạnh nhà ba nạn nhân, ông Trương Quang Lung cũng cảm thấy rất buồn khi chứng kiến nỗi đau của người hàng xóm thân thiết. Ông Lung cho hay, anh Tê liên tục gào lên trong vô vọng và rất ân hận khi để cho vợ con lên tầng 2 chờ dập lửa thay vì ra ngoài lánh nạn. Theo người dân địa phương, căn nhà của gia đình chị L mới xây năm 2023. Hàng ngày, anh Lê Ngọc Tê làm nghề sửa chữa xe máy tại nhà, còn chị L làm giáo viên mầm non ở xã Vĩnh Hưng. Gia đình anh Tê được mọi người yêu quý, anh Tê hiền lành chịu khó. Tuy nhiên, những năm qua, gia đình anh Tê liên tục phải trải qua những đau thương mất mát.
Mới cách đây vài năm, vợ chồng anh tích cóp và vay mượn xây dựng được căn nhà 3 tầng khang trang, đến nay vẫn chưa trả hết nợ làm nhà. Anh Tê đã có kế hoạch ăn Tết xong sẽ đi xuất khẩu lao động nước ngoài để lấy tiền trả nợ. Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện thì đã xảy ra chuyện đau lòng trên. Bố của Tê mới mất được hơn 100 ngày vì ung thư vòm họng. Không lâu sau thì mẹ của anh ấy phát hiện bị ung thư vú, giờ lại xảy ra chuyện buồn nữa. Hơn 100 ngày mất 4 người thân trong gia đình. Tại đám tang tiễn đưa ba mẹ con sau vụ cháy ở huyện Vĩnh Lộc, nhiều người thân, dân làng đã không cầm được nước mắt tiễn đưa nạn nhân xấu số. Vâng thưa quý vị, hỏa hoạn xảy ra là điều không ai mong muốn. Mất đi nhiều người thân cùng một lúc là nỗi đau không thể diễn tả được đối với người ở lại. Chỉ vừa mới đây thôi, căn nhà nhỏ đó tràn ngập tiếng cười, vậy mà chỉ sau một đêm đã tan biến hết. Mong rằng những người ở lại sẽ cố gắng vững tâm và vượt qua nỗi đau này. Đây cũng là lời cảnh tỉnh đến mọi người. Hỏa hoạn có thể xảy ra ở bất cứ đâu và bất cứ thời điểm nào. Việc cần làm là phải trang bị cho bản thân những kỹ năng và dụng cụ cần thiết để phòng cháy chữa cháy khi xảy ra bất ngờ. Những thông tin mới nhất liên quan vụ việc chúng tôi sẽ cập nhật trong video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị.